Xin được mến chào quý khách hàng đang xem livestream trên Facebook Nha khoa Trồng Răng. Hôm nay thì Nha khoa Trồng Răng xin mời quý khách hàng cùng theo dõi livestream trực tiếp về quá trình cắt nướu tạo hình đường cười cho chị Hiền ở quận Bình Tân. Tình trạng bệnh lý về răng của chị Hiền là sâu răng dẫn đến viêm tủy răng 14, răng 15, răng 24 và răng 25. Thì sau khi được tư vấn thăm khám từ các bác sĩ thì chị lựa chọn phương pháp bọc 10 răng sứ DDBO hàm trên và cắt nướu tạo hình đường cười. Trước đó thì chị đã lấy tủy các răng người nêu trên và ngay sau đây thì xin mời mọi người hãy cùng theo dõi quá trình cắt nướu tại Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn mọi người nhé. Như quý khách hàng đã thấy, quá trình cắt nướu tại Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề cao và cùng với sự hỗ trợ của các máy móc trang thiết bị tối tân thì nó sẽ không có gây đau cho khách hàng và khách hàng sẽ có cảm giác thoải mái nhất khi thực hiện và thời gian thực hiện thì cũng là tương đối nhanh chóng.
Quý khách hàng thân mến, hiện tại thì Nha Khoa Chồng Răng Sài Gòn đang có chương trình ưu đãi lên đến 50% chi phí là cạo vôi răng, tẩy trắng răng, chám răng, chữa tủy. Bên cạnh đó thì còn ưu đãi ngay 30% các chi phí như là chồng răng implant, chồng răng sứ thẩm mỹ, chồng răng giả tháo lắp và niềng răng. Thì quý khách hàng có thể là liên hệ trực tiếp theo hotline là 0986 438286. Xin được nhắc lại là hotline 0986 438286 để được hỗ trợ tư vấn nhanh chóng. Hoặc là chúng ta có thể là truy cập vào website nhakhoachongrang.com để biết thêm thông tin chi tiết và nhận ngay ưu đãi mọi người nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là liên hệ trực tiếp tại Nha Khoa Chồng Răng Sài Gòn, số 470-472 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Đến đây thì mọi người sẽ được tư vấn tận tình và chúng ta được thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ và hoàn toàn miễn phí mọi người nhé. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Nha Khoa Chồng Răng Sài Gòn. Hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo ạ.